Để chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2021, hiện nay các quận huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang tổ chức khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Năm nay, thành phố Đà Nẵng khám sức khỏe hơn 5.000 thanh niên trong độ tuổi để thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân. Quận Ngũ Hành Sơn cơ bản hoàn tất khám tuyển từ cuối tháng 11. Các quận huyện còn lại kết thúc khám tuyển vào ngày 17 tháng 12 và khám vét đợt 2 từ ngày 28 tháng 12. Hội đồng nghĩa vụ quân sự của xã, hệ thống chính trị của các thôn cùng với gia đình của các thanh niên thì làm tốt cái công tác tuyên truyền, vận động, làm tốt cái công tác tư tưởng. Qua đó thì các thanh niên đã chủ động lên trạm từ rất sớm để đảm bảo 100% số lượng theo quy định. Môi trường quân đội rất là khắc khe, nhưng mà qua môi trường đó thì sẽ giúp cho em trưởng thành hơn, và qua buổi khám tuyển này thì em mong em sẽ được trúng tuyển để được nhập ngũ. Rút kinh nghiệm từ công tác tuyển quân các năm trước, năm nay Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các địa phương đã tổ chức quy trình khám tuyển khoa học, chặt chẽ với sự hỗ trợ của máy móc thiết bị hiện đại nhằm phản ánh chính xác chất lượng sức khỏe của thanh niên. Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên tại các điểm khám, Hội đồng khám cũng đặc biệt chú trọng công tác vệ sinh phòng chống dịch. Chúng tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để phòng chống dịch một cách có hiệu quả và tốt nhất. Ví dụ như là khi thanh niên vào, chúng tôi đã giữ khoảng cách an toàn, dùng mọi biện pháp sát khuẩn và đeo khẩu trang để bảo đảm an toàn cho thanh niên cũng như là cho cán bộ chiến sĩ cơ quan và đoàn khám sức khỏe. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên hầu hết thanh niên lên trạm khám đều có tinh thần phấn khởi và tự nguyện cao. Nhận thức của thanh niên về quyền và nghĩa vụ của mình trong thực hiện nghĩa vụ quân sự được nâng lên rõ rệt. Theo kế hoạch năm nay, Đà Nẵng sẽ giao 1.266 thanh niên cho 11 đơn vị quân đội, công an của Bộ và Quân khu. Lễ giao nhận quân sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 2 năm 2021.